Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay lại Di Động Hưng Phúc nha. Chúc anh em có một buổi sáng tốt lành ha. Tiếp tục clip hôm nay giới thiệu mấy anh em nữa nha. Số điện thoại đặt hàng của mình là 0355 356 356, có trên cái bảng nhỏ nhỏ nha anh em. Đó, quy định mua máy thì xin anh em vui lòng cọc trước cái cạc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu ha. Còn những máy trên 1 triệu thì anh em vui lòng cọc 100.000 Viettel. Xong rồi nhắn cho mình họ tên địa chỉ cùng với anh em mua cái máy gì màu gì nữa nha anh em, để mình dễ dàng gửi máy cho anh em nha, khỏi tránh trường hợp mà nó bị nhầm lẫn. Gây thật là mệt mỏi, gửi đi gửi về là tốt tiền ship cho hai bên nha. Tiền cọc thì anh em trừ vào tiền máy lúc anh em nhận hàng. Tất cả các máy thì anh em kiểm tra thoải mái trước khi thanh toán tiền shipper nha, không có liên tăng hẳn nha anh em. Anh em nào mà tin tưởng á, chuyển khoản thẳng cho mình thì mình bao ship, còn anh em mà cọc tiền á, thì anh em vui lòng chịu phí ship cho mình từ 35 tới 40 ngàn tiền ship tùy khu vực xa gần nha anh em. Thì hôm nay mình có về máy nội địa nè anh em. Anh em thấy máy nội địa không? Oppo A57 này, F3 Lite, A59. Anh em chín máy nội địa được 4 cây. Con này là cấu hình nó là RAM 4, bộ nhớ 32 nha anh em. Màn hình này 5.5 inch và pin con này là 3075, đặc biệt là máy riêng nguyên. Mình sẽ review trước cho anh em coi cái con anh em chín này nó chắc như thế nào nha. Toàn bộ 4 cây như nhau hết, chất lượng y chang. Mình nhập về bán tại chỗ sạch trơn anh em, 10 cây. Nhưng mà còn có 4 cây thôi. 4 cây thì đang lên clip, anh em nào ưng con nào thì alo cho mình nha. Máy đẹp như nhau hết, tầm 98-99% hết. Đó, 4 con nha, máy rất là đẹp. Oppo A59 là F1S nhưng mà bán nội địa, xài rất sướng nha anh em. RAM 4, bộ nhớ 32, RAM 4GB chứ không phải là RAM 3GB nha. Đây, máy nào cũng có lưng kèm theo cho anh em hết. Còn guarantee đó luôn. Nói chung là cái dòng này người ta thay hay không thay không biết, nhưng mà bao riêng cho anh em, bao riêng cho anh em. Nhập nó thắng từ bên kia về chứ không có bên Việt Nam mình không có dòng này nha. Mấy anh em thấy kính đẹp không? Anh em mua thì mình sẽ dán cái lực và kèm sạc cho anh em luôn. Tem còn nguyên bên đó luôn, mình chưa có động chạm hết ha. Nhập sau gì bán vậy. Đó, màn hình sáng đẹp nha. Đặc biệt con nào cũng như nhau hết. Anh em lấy con nào cũng như nhau hết, sáng đẹp. Anh em nào có nhu cầu lấy sỉ thì alo cho mình nha. Giờ này mình có số lượng ha. Anh em mà nhập sỉ, mấy anh em nhập sỉ bữa trước á, có hay gọi cho mình thì nếu nhập con này về bán thì cũng ok. Máy rất là đẹp. Anh em nhập sỉ thì cứ alo cho mình, mình sẽ sưu tầm hàng cho anh em. Cái dòng Oppo A57, A59 đó. Đây nha, anh em nhập sỉ số lượng từ 2-3 cây trở lên đó thì inbox riêng nha, inbox riêng ha, để mình điều giá cho nó dễ dàng anh em về bán ha. Đó, máy thì ngoại hình đẹp ha, keng 98-99%, có thể anh em luôn. Cái này mà có bóc băng mới luôn á, đừng nói chuyện giỡn con này nha. Keng xà beng này, đây RAM 4GB đây, cho anh em coi cấu hình máy luôn. Máy xài 2 sim nha anh em, tất cả đều xài 2 sim ha. F1S 4 này, bộ nhớ 32 anh em thấy không? RAM 4GB chứ không phải RAM 3GB như máy Việt Nam mình nha. Việt Nam có loại RAM 4 số 4 nữa, nhưng mà con này là RAM 4 32. Đó, màn hình rất là sáng đẹp, nguyên riêng. Máy chức năng xài rất là ổn nha, tự là máy riêng chưa thay thế hết nên xài rất là chức năng rất là ổn. Máy đẹp keng xà beng luôn, chức năng gần như là không có gì phải chê con này hết. Mình bán rất nhiều rồi đó, bán rất nhiều ha. Nên like bán cho anh em trên kênh YouTube của mình đó. Máy đã tuyển chọn rất là kỹ càng, anh em chỉ kịp bỏ sim là xài. Màn hình 5.5 inch, RAM 4 32, pin 3075, giá ra đây là 1550 nha, 1.550.000 một con nha. Anh em nào cần thì hú nha, máy cực đẹp, máy cực đẹp ha. 1550 có 4 con và anh em mua sỉ cứ alo, mình sẽ xuất hàng cho anh em nha. Rồi tiếp theo là con A57 này, Oppo A57 còn được 2 con. A57 con này mình thường xuyên về và máy đẹp thì cũng không kém cạnh con A59 nha. Nó là A57 F3 Lite. Đã được tút chọn hay không biết, nhưng mà mới keng nguyên ring, men ring men rệt màng ring cho anh em luôn. Đó, chức năng mình đã test rất kỹ rồi và xài rất là chuẩn nha, rất chuẩn. F3 Lite con này là màn hình 5.2, RAM 3 32 và pin con này là 2.900 nha. Và giá ra đi cho anh em là 1.450.000 con ha, ok nha. Đó, máy cực đẹp ha. Anh em lấy sỉ thì cứ alo, inbox riêng số lượng từ 2 cây trở lên sẽ có giá tốt cho anh em về bán lại nha. Rồi tiếp theo là con iPhone 4 này, còn một con hàng hiếm nha anh em này, giá 3.9 nha. Bao anh em nghi gọi thoải mái nha, kèm anh em cái dây sạc thì anh em xài nha. 390.000 iPhone 4. Con này hình như 8GB, nhớ không làm thì con này 8GB.
máy xài máy phụ. Đúng rồi, còn là 80, giá 390 ngàn. Ok nha anh em, kèm sạc gian tính nha. Tiếp theo là con G2 Rim. Con này màn hình 5 inch, RAM 1.5 GB, bộ nhớ 8. Đó, pin con này 2.6 nha. Đó, vỏ xương thì có xuất sắc nhẹ. Kính vàng cầm lông mèo này. Màn sáng đẹp nha. Màn sáng đẹp nha. Đó, màn rất là đẹp. Chức năng thì còn xài học ổn định nha. G2 Rim ổn định ha. Con này ra đi cho anh em giá nhiêu ta? 650 thôi. 650 ngàn kèm sạc dán kính luôn cho anh em. Chỉ 650 thôi anh em sở hữu ngay con Samsung nha. 650k. Giá lại cho dễ bán. Tiếp theo là một con G710 bán hàng, máy nguyên riêng đẹp 9798. Máy riêng nguyên riêng bán hàng nha. Kèm này. G710. Màn hình con này là 5.5 inch nha, RAM 2/16, pin 3300. Máy nguyên riêng đẹp 97-98%. Đó, chức năng là full nha. Wi-Fi nghe gọi các kiểu ok hết. G7. Con này ra đi cho anh em giá 1450 kèm sạc dán kính nha. 145. Tiếp theo là con Oppo A33, còn là con E7 anh em, thay vỏ mới keng sao em. Men zin chưa sửa chữa. Chỉ mỗi thay vỏ mới cho anh em thôi nha. Máy đẹp từ A tới A luôn. Chức năng full. Chỉ việc bỏ sim là xài. Nếu vậy thì màn hình là 5 inch, RAM 1, bộ nhớ 16. RAM 1, bộ nhớ 16 và pin con này là 2420. Con này để anh em giá của nó là bao nhiêu ta? 750. 750 nha nè, kèm sạc dán kính nha. 750 ngàn, có sạc đầy đủ cho anh em nha. Tiếp theo là một con A600 bản hàng. A600 bản hàng. Nguyên riêng đẹp 98. 98 tới 9798 thoải mái. Sườn siết ok, màu xanh xám nha nè. Gọi là màu xanh xám nha. Màn hình 5.6 nha, RAM 332, pin con này là 3000. Đó, kính này đã dán được rồi, kèm sạc cho anh em nữa nha. Máy đẹp, nói chung hoàn hảo ha. Mới có hàng thì một sim nha, mặc định là một sim. Anh em đừng hỏi mấy công nha, còn con nào hai sim mình nói hai sim, còn hàng là đa số là một sim hết. Con này ra đi cho anh em giá 1750 nha, 1750 kèm sạc dán kính luôn. Samsung A50 màu xanh, máy đẹp 98. A50 mà bán RAM 464 chứ không phải 3/32 nha. À mà 550 thì mặc định là RAM 464 rồi. Pin 4000 ha, màn hình 6.4. Vỏ sao đánh giá đẹp nha, tầm 98 nha. Kính keng sà beng luôn nha. Kính cũng lông mèo nhẹ thôi. Đánh giá là rất là đẹp. A50. Đây là bản VN, VN thì hai sim ha, Việt Nam mình. Máy nội địa chung của mình luôn. Sản xuất tại Thái Nguyên. A50, con này ra đi cho anh em giá nó là 2 triệu 9 nha. 2 triệu 9 kèm sạc dán kính nha. Máy nói chung là đẹp, tầm 98-99. Một con A50S. Vỏ sao có xuất sắc theo 5 tháng sử dụng. Màu trắng. Kính còn guarantee đẹp keng sao em. Kính còn guarantee. Đó. Rất đẹp nha. A50S. Màn hình con này là 6.4, RAM 464, pin 4000. Chức năng là mọi chức năng hoàn hảo, không hề trục trặc một cái gì hết ha. Full, nói chung là full chức năng. A50S, con này ra đi cho anh em giá 3 triệu 2 nha, kèm sạc dán kính nha. 3 triệu 2. Tiếp theo cho anh em là một con iPhone 8. Máy full chức năng, đẹp tầm 98. Đánh giá là ring 98, kính có 1-2 cầm lông mèo. Lưng gần như là rất đẹp nha. 64GB máy quốc tế bao trọn đời. Máy quốc tế bao trọn đời, mọi chức năng full, con tay vân chân đầy đủ. Pin con này là tầm trên 80, mình sẽ coi pin coi. Nguyên tăng trên 80 là bao nhiêu cho anh em dễ hình dung. Pin 91 anh em ơi, trời má ơi, con này kinh khủng quá. Pin 91 luôn nha, nguyên riêng. Anh em là thích thì hú nha, một cây duy nhất pin 91. Mọi chức năng full, iPhone 8 nguyên ring app, nói chung là ring app mình bao anh em luôn. Yên tâm, men sạch sáng đẹp. Đó, con này là yên tâm là ring nguyên. Rất là đẹp nha anh em. Con này ra đi là 4 triệu rưỡi nha. 4 triệu rưỡi, kèm sạc dán kính cho anh em luôn nha. Một em pin 91,
nguyên zin từ A tới Á, đẹp keng, 98%, giá 4,5 triệu nha anh em. Còn những con trai thì giá nó khác ha. Tiếp theo là một con Realme 5i màu xanh lá mạ ha, màn hình 6,5 inch, RAM 464, pin 5000, máy đẹp đánh giá tầm 97, là sườn lưng nha. Còn con này kính 99 nha, kính còn guarantee luôn. Đó, rất đẹp nha anh em, kính còn guarantee luôn này, còn mi giáo này, đó, nên rất là chuẩn nha. Nguyên riêng màn hình 6,5 inch, RAM 464, không phải bản RAM 3, là bản RAM 4 nha anh em. RAM 464, con này ra đi anh em giá 2550 kèm sạc giăng kính nha anh em. Tiếp theo là một con Realme 7 Pro bản hàng, máy nguyên riêng, kính đẹp, lưng đẹp. Đó. Con này đánh giá thêm 90, vỏ 98 nha. Ui, vỏ quá đẹp. Coi thử cái màn này. Màn này hình như là thay rồi sao? Để mình coi cái màn này. Không anh em, màn ring nha. Con này màn ring. Màn ring nguyên nha, coi thử có ám gì không? Màn có ám gì đúng không? Màn ring. Ám gì nhẹ góc dưới đây. Còn mọi chức năng là full nha. Ám nhẹ thôi, màn AMOLED thì ám ám bình thường, chả vấn đề gì. RAM 332, con này ra đi cho anh em giá 1,6 triệu nha. 1,6 triệu kèm sạc giăng kính nha anh em. Máy bé lô bán hàng máy riêng, giá 1,6 triệu. Tiếp theo là con A3S màu đỏ. A3S màn hình 6,2 inch, RAM 216, pin 4230, máy vỏ thay mới nha, đây là miếng dán guarantee ha, lột ra là đẹp. Đó, kính đẹp keng. Màn sáng đẹp nha. Màn con này cực kỳ sáng đẹp. Chức năng thì full. Đó, wifi các kiểu ok hết. Giới thiệu tới ra A3S này, RAM 216 này. Đó, máy cực đẹp nha. Đó. A3S màu đỏ, máy cực đẹp luôn. Con này ra đi cho anh em giá 1,650. 1,65 kèm sạc giăng kính. Vivo Y91 giờ 2 cây. Con này có số lượng nha, anh em là lái sĩ alo. Con này có số lượng. Đó. Y91 màn hình 6.22, RAM 332, pin con này là 4030, máy đẹp keng sao bé. Pin con này 4030, máy đẹp. Ốp lưng mấy nào có theo hết. Đó. Lưng keng. Kính cũng có rất là đẹp nha, tầm 98.9 nha. Máy nguyên zin nha anh em. Máy nguyên zin đẹp. Y91 ha. Rồi. RAM 332. Chức năng là full quốc tế ha, bỏ sim là xài. Wi-Fi các kiểu ok. Con này ra đi cho anh em giá của nó là 1850 nha. 185 kèm sạc giăng kính nha anh em. Vivo. Tiếp theo là con J737 bán hàng màu đen, đẹp chín chín. J737 màn hình 5,5 inch, RAM 332, pin con này là 3300. Máy đẹp chín chín, đánh giá loại A. Đó, chức năng full nha. Mọi chức năng là full quốc tế luôn. Bỏ sim là xài. J737 Galaxy Y3 nè. Con này ra đi giá 1850 nha. 1850 kèm sạc giãn lực cho anh em đầy đủ trước khi gửi máy nha. Rồi, clip sáng nay gồm bao nhiêu máy ra thôi nha anh em. Thằng ấy chào cả nhà nha. Nhớ đăng ký kênh để đón xem clip mới từ kênh của mình nha anh em. Cho mình một like và đăng ký kênh. Hẹn anh em clip ngày mai. Thằng ấy chào cả nhà.